Trong dân gian thường có câu môi hở răng lạnh, ý nói rằng anh em trong nhà, những người gần gũi ruột rà phải đùm bọc, che chở nhau. Liệu cách nói này có đúng như vậy? Thực ra, câu thành ngữ trên xuất phát từ một điển tích có thật trong lịch sử. Mời quý khán thính giả cùng Tinh Hoa TV giải đáp cho câu hỏi này. Môi hở răng lạnh, kết cục quân vương vì lợi quên nghĩa. Năm 661 trước Công Nguyên, thời kỳ Xuân Thu, Tấn Hiến Công phát động chiến tranh quy mô lớn, lần lượt thôn tính nhiều quốc gia chư hầu nhỏ. Vì thế diện tích lãnh thổ và sức mạnh quân sự nước Tấn phát triển nhanh chóng. Để phát triển về phía Nam vốn giàu có và phì nhiêu, Tấn Hiến Công đã chuyển tầm nhìn đến hai nước lân cận là nước Ngu và nước Quắc. Tấn Hiến Công chuẩn bị xuất quân tiêu diệt nước Quắc, nhưng nếu muốn tiêu diệt nước Quắc thì nhất định phải đi qua lãnh thổ nước Ngu. Đại phu nước Tấn là Tuân Tức đề xuất với Hiến Công đem Ngọc Liên Thành và ngựa quý tặng cho quốc quân nước Ngu để mượn đường. Ban đầu, Tấn Hiến Công có chút nuối tiếc báu vật, không muốn đem tặng quốc quân nước Ngu. Tuân Tức nói, nếu mượn được đường nước Ngu, thì ngọc đẹp ngựa quý của đại vương chẳng qua chỉ là tạm thời để ở chỗ quốc quân nước Ngu mà thôi. Thế là Tấn Hiến Công chấp nhận kế sách của Tuân Tức, sai Tuân Tức đi sứ nước Ngu để mượn đường. Quốc quân nước Ngu nhận được lễ vật hậu hỷ, liền đồng ý cho mượn đường. Đại phu Cung Chi Kỳ xưa nay luôn chủ trương liên minh với nước Quắc để kháng cự nước Tấn, khuyên quân vương rằng nước Ngu và nước Quắc như môi với răng, môi hở thì răng lạnh, tuyệt đối không được mở cửa cho nước Tấn vào, không được dung túng đội quân đi xâm lược nước khác như thế được. Nếu cho nước Tấn mượn đường thì sau này sẽ bất lợi đối với nước Ngu. Thế nhưng, Ngô quốc quân không nghe theo lời khuyên của Cung Chi Kỳ, vẫn quyết định cho nước Tấn mượn đường. Không còn cách nào khác, Cung Chi Kỳ đành đem theo cả nhà rời khỏi nước Ngu. Trước khi đi, Cung Chi Kỳ có nói rằng, nước Ngu không qua được nổi năm nay, sau lần mượn đường lần này, nước Tấn sẽ không cần xuất quân nữa. Quả nhiên, quân đội nước Tấn mượn đường nước Ngu tiêu diệt được nước Quắc. Khi trên đường trở về, quân Tấn đóng quân ở đất Ngu, sau đó tiêu diệt luôn nước Ngu và bắt Ngu quốc quân. Sau này khi con gái của Tấn Hiến Công kết hôn với Tần Mục Công, Ngu Công trở thành nô bộc theo hầu tân nương về nhà chồng. Lòng tham của quân vương nước Ngu cuối cùng đã dẫn đến thảm kịch nước mất nhà tan, bản thân cũng mang nhục phải làm tôi tớ cho người khác. Về sau, người ta hay nói câu thành ngữ mượn đường diệt Quắc hoặc môi hở răng lạnh là có ý tương đồng với nhau. Con người không nên vì một chút lợi ích mà quên đi thâm tình và bội ước, bán đứng những người cùng gắn bó cộng sinh với mình. Qua câu chuyện này, Tinh Hoa TV mong rằng khi sử dụng một câu nói nào đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc của nó. Quý khán giả thân mến, với loạt bài Đi tìm nguồn gốc thành ngữ, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến câu chuyện về những điển tích, điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử để giúp người xem hiểu hơn.